giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và đào tạo. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao tổng biên chế sự nghiệp cho ngành gần 11.720 người, tăng 390 biên chế so với năm 2022. Trên cơ sở biên chế tỉnh giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị địa phương rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng để bố trí sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở tất cả các cấp học một cách hợp lý. Địa phương được giao nhiều chỉ tiêu biên chế nhất là huyện Câm Long với 107 biên chế giáo viên và 2 nhân viên kế toán. Trong năm học vừa qua, địa phương này gặp không ít khó khăn khi đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên vì có nhiều giáo viên xin nghỉ hoặc chuyển công tác. Trong số các huyện thành phố, Gia Rai là huyện được giao thêm chỉ tiêu biên chế ít nhất khoảng 8 biên chế giáo viên.